Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay khoac.rẻ24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Hữu Mạnh chào 500 anh em. Tôi và Tiến chào 500 anh em. Tôi Đức Trà chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, thì các bạn đã rất nhiều lần bình luận bảo mình là anh ơi anh tìm một con cá sấu hỏa tiễn để nướng đi. Thực sự thì sau những ngày gọi là vất vả tìm kiếm nhờ người kia thì mình đã tìm được một con cá sấu hỏa tiễn 5kg kia rồi. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Và hôm nay thì mình sẽ quay ở nhà, bởi vì thời tiết cái ngày chủ nhật của nhà mình ấy ở miền Bắc ấy thì đang kiểu mưa, buổi sáng mưa rất là nhiều ấy, nhưng mà buổi chiều không biết có mưa không, nên là anh em mình cứ quay ở nhà cho an toàn. Nếu mà có mưa thì anh em mình có thể chú ý luôn vào trong nhà kia. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem con cá sấu hỏa tiễn của anh em mình. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đây là con cá sấu hỏa tiễn mà anh em mình đã mua rồi ạ. Đây các bạn nhìn thấy nó vẫn đang còn sống không, vẫn đang sống rất là khỏe mạnh luôn, cái mồm của nó này. Bởi vì sao nó có tên là cá sấu hỏa tiễn, bởi vì mình nhìn thấy cái mồm của nó ấy rất giống cá sấu, không biết là thò tay vào nó có cắn đứt tay không nữa. Con này liệu nó như thả như liệu cắn như con cá sấu kia nhỉ? Anh không biết, bởi vì bây giờ mới được tiếp xúc với nó thôi. Đấy, rất nhiều anh em bảo mình nướng con này, nhưng thực sự là tìm bao lâu bây giờ mới có thể mua được để quay cho anh em xem. Thì ở bên ngoài này con cá này rất là nhớt này, rất là nhớt, nhưng mà cái vảy của nó rất là cứng luôn đấy. Cứng vãi cả trưởng. Đây rồi cái đuôi này của nó thì mình nhìn thích cái đuôi với mấy cái vây này của nó này, nhìn hoa hoa, nhìn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thì cái da này bởi vì không ăn được nên như mình sẽ phải đi lọc cái da này ra. Em bế cẩn thận cắn. Mình sẽ lọc cái da này ra và anh em mình nướng các bạn ạ. Tôi thấy con này đẹp trai anh con kia. đẹp trai chứ. Ok bây giờ anh em mình sẽ tiến hành mang đi làm thịt, rồi anh em mình lọc da ra, rồi anh em mình bắt đầu ướp siêu cay, rồi anh em mình bắt đầu nướng các bạn nha. Nào đi mang ra để anh em mình làm thịt nó thôi. Trước khi anh em mình đem nó đi làm thịt thì anh em mình phải làm qua cái lớp nhớt của nó bên ngoài, bởi vì con này mặc dù da nó cứng nhưng mà nó rất là nhớt luôn. Cái da của nó nhìn rất là đẹp nhưng mà nó rất là nhớt. Đây anh em mình phải tắm qua cho nó một ít muối để cho nó bớt nhớt đi các bạn ạ. Con cá này không biết là họ hàng với loại cá chuối này, rồi họ hàng với cả cá sấu, không biết là lai tạo kiểu gì mà bây giờ có thể thành ra một cái con cá gọi là cá lai rất nhiều loại luôn các bạn ạ. Cái hoa ở đuôi thì nhìn giống hoa của cá chuối ấy, đúng không? Mồm thì giống cá sấu, kiểu như lai tạo với nhau đấy. Bộ da giống cá rộn đá. Đúng rồi, nó kéo như thế đấy, đúng rồi. Ở kia thì Tiến đang trẻ củi, anh em mình chuẩn bị gióm bếp than các bạn ạ. Con này chắc bố cá sấu, mẹ cá chuối. Bà thấy đỡ nhớt chưa? Được rồi, để anh em mình mang mổ để chuẩn bị lọc da thôi. Vậy là anh em mình đã làm thịt xong con cá sấu hỏa tiễn rồi các bạn ạ. Thì thực sự là nhìn cái con cá sấu hỏa tiễn này rất giống thịt cá sấu luôn. Ôi, nó vẫn còn đang giật giật đấy các bạn này. Bởi vì anh em mình đã từng được ăn qua thịt cá sấu và đã từng được làm thịt cá sấu rồi. Thì nên có thể nhận biết đây là cái thịt con cá này rất giống thịt cá sấu luôn. Kia là cái bộ da của nó, Tiến quay mặt sau cho các bạn xem nữa. Rồi. Sao cứng này? À, anh không biết. Cấu tạo của nó thế. Cho em lấy về phơi khô làm bộ áo giáp mặc. Không. Anh bảo mà mang ép dẻo elastic công nghệ cao ấy. Ép lấy ngay xong thì để đóng vào trong khung ảnh treo lên tường ấy. Thôi Tiến thích mặc áo giáp thì làm đấy đấy, quấy em đấy, em mang đi làm gì để xử lý đi. Mặc cái này không lo bị bố dã. Đây này bạn lật người con cá sấu hỏa tiễn lên cho mọi người cùng xem nha. Đây các bạn ạ, thịt của nó nhìn rất là giống thịt cá sấu luôn. Đây anh mình sẽ cho nước ướp vào để anh mình ướp thôi. Đồ nhẹ nhẹ luôn bạn. Bạn xoa em nó đi. Các bạn lục phủ ngũ tạng của con này phải bỏ hết, không ăn được cái gì. Anh mình sẽ bỏ hết, bởi vì khi mua cá thì người ta dặn là không ăn được trứng, ăn nghe bảo ngộ độc đâu ấy. Nên là như mình để mà an toàn ấy, thì như mình sẽ bỏ sạch cả nội tạng của con cá sấu này đi. Cho Tiến lên một tí đi bạn, thường nó rất là dài các bạn ạ. Nó dài vãi cả trướng mà. Các bạn làm là sao vô để nó bành ra đi. Đâu, ép mạnh vào. Đấy, để thế. Rồi anh mình chuẩn bị cho lên để nướng thôi. Buộc dây thép vào là mình cho lên nướng luôn. Echo.
và san than cho nó vừa vừa con cá ra, bởi vì cá rất là dài và cái đầu kia thì có lẽ như mình sẽ không thể nướng được nó. Thêm than đi. Đây, như mình bây giờ bắt đầu nướng rồi. Thực sự làm thịt con cá này xong bây giờ cũng khoảng độ 3 giờ chiều rồi. Nhưng mình nướng chắc khoảng độ 1 tiếng là chín là vừa đẹp các bạn ạ. Vậy là sau hơn 1 tiếng ấy, nhìn mình nướng thì hiện tại con cá sấu hỏa tiễn này nhìn mình nghĩ chắc là nó chín rồi. Nhìn rất là ngon bắt mắt các bạn ạ. Thì bây giờ anh mình sẽ bỏ ra để anh mình chuẩn bị thưởng thức luôn thôi. Đi thôi. Cái mắt của nó hình như cũng chín rồi. Chắc là anh nghĩ nó không chín đâu nhưng mà mình ăn thịt thôi mà. Đi. Đây là bạn Khoa thì đang rửa thêm một ít rau. Lần trước anh mình ăn thịt trâu ở ngoài đồng thì cảm thấy rất là ngon rồi. Hôm nay thì mình sẽ có thêm một chút rau xà lách và rau thơm để như mình thưởng thức kèm cùng cá sấu hỏa tiễn cho ngon các bạn ạ. Là bỏ xuống tháo ra đấy, như mình chuẩn bị thưởng thức luôn thôi. Bắt qua rửa nhanh nhanh lên nhá. Để như mình tháo ra xong là thưởng thức luôn. Bạn cẩn thận liệu sợ vỡ không? Nhìn ngon nhỉ? Ui, bỏ ra nhanh lắm. mấy thanh liên tay trì. Anh mình đây là mình gọi là đề co luôn nha. Trang điểm luôn, trang điểm cho chú cá sấu hỏa tiễn này. Rồi. Mà cũng tiện ăn nó nhúng luôn. Ừ đấy. Như kiểu ăn giống bên Nhật Bản. Đi đi mang ra thôi. Rồi. Tôi chờ sẵn đều. Ok ok đây. Đây anh cho mình thưởng thức luôn. Ngon quá. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức món cá sấu hỏa tiễn nướng siêu cay các bạn ạ. Nhìn mắc là ngon luôn. Đây các bạn có thể xem qua. Mình thực sự là nhìn rất là ngon rồi. Bây giờ anh em sẽ bắt đầu đánh chén để thưởng thức thôi. Lúc nãy em nhìn đầu nó có cong, sao giờ nó có cong. Đi tiến làm gì đây? Anh con này xuống chết tôi vẫn được ăn. Anh hiểu em toàn răng sắc quá. Đau quá. Nào thưởng thức đi bạn. Bắt. Thưởng thức đi. Ăn đi quá. Rất nhiều các bạn bảo là anh em mình lên thêm nước chấm vào những món nướng, nhưng thực sự là anh em mình cái nước ướp của anh em mình đã có tất cả gia vị rồi nên anh em mình sẽ không phải thêm một chấm nào nữa. Nếu mà cho chấm vào thì sẽ thành mặn các bạn ạ. Mời các bạn đi. Mắc ngon luôn. Rồi thưởng thức đi anh em, thưởng thức luôn. Rau. Bắt cái dầu này. Ui. Mời các bạn nha. Ăn đi, ngồi được ra thế. Em chưa ăn cá sấu nên em cũng nhìn thưởng thức thử đi. Thử đi cho biết. Mời các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Au. Ui, nóng quá nhỉ. Cay phết. Ăn ngon à. Mời ngon. Các bạn đây. Thành ghê. Mời các bạn nhé. Giờ ăn phải có phong cách mới. Thật. Như thế này. Này đấy này này. Thế này này. Có cách ngưng. Bạn Lâm thấy ăn món này chưa? Tôi nhận từ lưu giúp của bạn ăn phê này. Có ngon ngấm gì ngấm vào tận bên trong này. Wow. Mát bãi trưởng. Mời tất cả các bạn nha.
Cho thử tí, cho thử tí. Cảnh thế luôn. Ui à, ăn có. Ngon không, ngon không? Hết rồi. Thấy thế nào? Ngon. Thế là chừng vào ngón tay. Thực ra là bày ra cái mâm này nhìn rất là ngon các bạn ạ. Nhìn ăn tuyệt vời luôn. Tôi cảm thấy ngon hơn thịt cá sấu luôn. À. Ngon. Thì tôi cũng chưa được ăn món này bao giờ. Con này nó chưa tiến hóa xong ạ. Như lúc đầu bạn Lâm bảo nó là gì nhỉ? Mẹ gần thấu. Gần thấu. Bố cá chuối. Lai tạo đúng không? Con này được nhân giống. Nhân giống thần cúng. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức cái món cá sấu hỏa tiễn các bạn ạ. Nhìn anh em ăn thèm quá. Bạn làm hơi bị đâm mát không ăn. Ok ok bạn. Mời các bạn nhé. Nào. Bắt đầu thưởng thức nào. Khoan, đây. Vặt thôi rồi. Thôi rồi. Đây, xù đây sau đi. Uống ngon nhất em vặt ra. Đây con ạ. Đây là miếng thịt cá sấu hỏa tiễn này. Mình mời tất cả các bạn nha. Ăn thêm rau và ngon. À, đang thực sự á. Sau một hồi mình đánh chén thưởng thức thử thì hình như tôi cảm nhận thấy là hình như nhai thịt là nó có một chút kiểu như sữa chảy ra hay sao. Tôi nhận, với tôi là tôi cảm nhận như vậy. Không biết là các bạn thế nào thôi. Hay là cá sấu này cá sấu sữa anh? Cá sấu. Em nghĩ to này chắc không phải đâu. Cá sấu hỏa tiễn cái. Bạn ăn bên dưới à. Như bạn ăn vào lầm giữa. Lầm giữa. Đây. Cái đầu này à, tiến thử moi mắt xem ăn được không? Vừa, ngón tay vừa. Này em. Thế đó để tiến ninh cháo ạ, ninh cháo. Cháo thủ cá sấu hỏa tiễn. Chắc ngon lắm, nhiều chất lắm. Ăn kèm rau ngon. Như là hình như là tôi thấy là anh em là đánh chén rau nhiều hơn rồi. Bây giờ chắc là tại ít rau rồi nhỉ. Không ít rau quá tại vì kèm cùng rau nó ăn ngon hơn. Ok, lần sau anh rút kinh nghiệm mua thật là nhiều rau phải không? Ví dụ một con cá như này anh sẽ mua khoảng độ gấp 10 lần rau hôm nay. Rau anh nghĩ không đủ. Phải ra cái vườn rau người ta mua tất cả rau lấy xe trở về. Ok. Lật lên luôn. Nước ngọt xin anh tài trợ. Nó còn gì nữa đâu bạn, lẽ anh mình để bánh nó ra là nó hết rồi. Đúng không? Bạn Lâm, bạn thử cho xem, cho các bạn biết xem là cái món cá sấu hỏa tiễn thì hôm nay sẽ được mấy điểm nào? Con này chắc là được 11 trên 10 vậy. Vừa 1 điểm. Bạn cảm nhận về nó như thế nào? Nếu mà ăn con cá sấu hỏa tiễn này chắc chắn sẽ ngon hơn con cá sấu thường kia. Còn nướng thì nếu mà những cái loại cá thì chắc con này dai nhất. Ăn dai nhất mà nhìn cái thịt của nó mà ăn ngon. Bạn thờ là cá sấu xích như cá sấu thường kia, cá sấu xích, cá sấu nhái. Và bạn khoa nào không? Rồi lần đầu tiên được ăn con cá sấu hỏa tiễn này mà ăn cũng cảm giác nó là ngon hơn con cá sấu xịn kia. Ngon. Từ cái đánh giá của mỗi người. Bác đang thấy cái xung phong xem nào. Em thì lần trước thì ăn con cá sấu kia là cá sấu của đê cá bố. Đê cá con. cá sấu phiên bản chính hãng của đây là phiên bản kiểu như dạng hỏa tiễn. Cái kia thì cá sấu kia ăn rắn nhiều. Rắn hơn này. Nhưng không ngon được này. Hôm nay là đặc biệt, ngon hơn rất nhiều. Cho 10 điểm. Món hôm nay không nói nhiều. Làm tiến nào. Em thì cũng lần đầu tiên được ăn con cá sấu hỏa tiễn này. Và cũng lần đầu tiên được nghe tên nó. Tên lạ. Ăn thịt cá sấu thì rất là dai, thơm này. Ăn rất là ngon. Hôm nay cũng cay nữa. Thế có hiểu từ hỏa tiễn là gì không? Hỏa lửa này.
Nghĩa là phi đúng không? Đúng cũng tên này. Tên phi nhạc là tên lửa ấy. Đấy. Tên lửa. Ghép này thành tên lửa. Đấy thì nó kiểu ấy, bây giờ mà cái loại cá này mà nó đã kiểu nó có phi nhanh rồi đúng không? Mà lại còn nuôi cùng cá ở trong ao mà thả cái loại này xuống thì chắc là nó ăn hết cả cá trong ao luôn đấy. Quét sạch luôn. Mồm sắc cái này. Quét sạch. Quét sạch nào. Tôi lần đầu tiên được nhìn thấy và được ăn con cá sấu hạt tiễn này. Nướng lên thì trông nướng lên thì rất là thơm, ăn phần thịt bên trong thì dai dai. Ăn thì ăn kèm thêm rau sống nữa, rất là tuyệt vời luôn. Hết cả dầu à? Hết cả dầu à? Rồi. Vâng. Ăn ngon mà hết sạch dầu. Mình cũng lần đầu tiên được ăn cá này, lần đầu tiên mình tiếp xúc thực sự con cá này nó chắc là tại vì nó tập thể dục nhiều quá hay sao mà nó khỏe quá. Phi nhiều. Bề nó rất là nặng, nó quẩy mạnh quá. Thực nhưng mà cá này như là không có xương răm các bạn. Không, mình không ăn, mình không thấy có một chút xương răm nào. Lăng mai tôi rất là tuyệt vời. Ok con ạ, thì anh em mình đã đánh chén hầu như là gần hết con cá sấu hỏa tiễn này rồi. Và anh em đã cho các bạn biết cái cảm giác mà sau khi thưởng thức cái món cá sấu hỏa tiễn nướng siêu cay này rồi. Thì mình sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Và thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.